Ừ rồi, có tôm nữa hả? Sao bán bốn cá mà có tôm nữa? Cá có tôm nè, cà chuối nè, cam. Những cái món ăn thân quen của vùng quê. Chuối, mặn, thơ lá. Hôm nay em thấy là lạ chị. Mấy chỗ này khơi trống quá. Về qua trứng lộn, trứng này đủ đi cô chú. Một ký vô hôm nay bán được nhiêu tiền? 35 ngàn ha. Có chợ thì cũng bán đắt nha, ở chợ thì bán chậm, mình không biết được. Bữa con quay chợ An Phú đó, bán nghe cái cô thang tới thê thảm luôn. Dạ, sao chị không chị? Thê thang quá vậy. Dạ em mến chào quý cô chú anh chị mình buổi sáng hôm nay nha. Hôm nay thì em về chợ Châu Phú nè. Em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Chợ Châu Phú này thì ở thị trấn Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây, phía đây thì cô chú thấy nè. Có mấy cô, mấy anh, mấy chị bán đồ rất là vui vẻ. Ở đây thì chợ Châu Phú thì hôm nay thì phía sau này ta bán bằng những cây dù. Có những cây dù không mà cô chú anh chị. Đó, lúc trước thì ta che mấy cái má, bây giờ ta dọn dẹp rồi gọn lại. Ta bán bằng cây dù. Thì em mời quý cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ Châu Phú nha. Xem hôm nay bà con người ta buôn bán như thế nào nha cô chú anh chị. Đó, phía này thì cô chú thấy bán trái cây nè. Đó, bán trái cây rồi bán bánh kẹo nè. Phía bên đây thì có bán bún nè. Đây, cô chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú thì đi thẳng vào phía bên trong này thì có một cái điểm bán bún nước lèo rất là ngon. Đây, ở đây thì chị bán bún cá. Đó, phía sau chợ Châu Phú nha cô chú, nhìn rất là ngon nha. Đây. Bún cá thì nước nó không có mùi, rất là thơm luôn. Qua tháng này bán được không gì cô? Qua tháng này bán im không? Bán không lì gai em ơi. Lì gai ha. Ngày bán hai nồi nước lèo được rồi ha. Dạ. Sáng bán hai nồi nước lèo. Dạ, ngày nồi cũng hai nồi nước lèo hết. Dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài nha. Mùa mai bán lẹ luôn. Bún cá cô chú. Đó, cô chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú thì có ăn uống thì ghé đi ủng hộ cô nha. Cô bán bún cá rất là thơm luôn. Quán cà phê Năm Phát, chợ Châu Phú. Rồi. Ghé và ngon luôn ha. Rồi rồi, có tôm nữa hả? Sao bán bún cá mà có tôm nữa? Bún cá có tôm luôn. Đó trời, da heo. Da heo luôn, đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn cô luôn nha. Cái đường này mình có một đường đi vào bên trong nha cô chú. Mình sẽ đi vòng phía ngoài, ghi hình cho cô chú chị mình xem trước nha. Phía ngoài này thì cô chú thấy nè. Ở đây thì có bán là mặn nè, rồi khoai lang nè, cà chuối nè, cam. Những cái món ăn thân quen của vùng quê. Chuối, mặn, khoai lang. Đây thì chị bán bánh. Còn bên đây thì có bán đồ nè. Bên đây thì anh bán đồ gia dụng. Hai chục một món hả? Hai chục món đồng giá luôn hả? Ừ ơi. Hai chục món, ông lấy xà bông giặt đồ hai chục luôn. Vậy ha. Xà bông giặt đồ rồi thau nồi đồ. Giá nó khác phải không? Tưởng là đồng giá chứ. Vô cái đống cam luôn luôn nè. Rồi.
Đầy đủ hết trơn nha cô chú anh chị, mình có đi chợ Châu Phú đây ghé hộ anh trai nha. Ừ, anh rất là vui vẻ luôn. Chữ thấy muộn lợi luôn á. Chữ luôn á. Bữa nay bán ới à. Trời ơi, mới đây thì mới lợi thằng thằng bữa nay ới nè. Bán đắt thì cười á hả, nhưng mà ới là chữ đó. Nãy giờ cười các bạn, nãy giờ cháu bán đắt rồi. Bán ới không có tiền mua cơm ăn, mua cam ăn được không? Trời ơi. Nãy giờ bán đâu có được 2 triệu ăn đâu chứ cam. Rồi, chúc anh sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài nha. Rồi, mua mai bán lẻ luôn. Đó. Anh rất là vui nha, cô chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú ghép hộ anh trai nha. Đây cô bán quần áo này nha. Quần áo. Quần áo rất là nhiều luôn. Rồi, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì ghép hộ cô ở đây. Đây, phía bên đây thì cũng có bán bánh nè. Bánh kẹo này kia nè, cô chú anh chị mình có mua bánh kẹo ăn thì ghé đi ủng hộ chị nè. Đó, đầy đủ luôn. Bánh kẹo, bánh tráng này kia đầy đủ. Rồi nè, phía bên đây thì cô chú thấy là bán đồ nông sản. Đây bán phần lan, rồi đồ que này kia đầy đủ. Trời ơi, hôm nay em thấy là lạ chị. Mấy chỗ này sao trống quá. Cái chị kia nghỉ rồi. Nghỉ hết hả chị? Dạ. Ồ, bán chậm quá, mấy chị nghỉ chưa? Tới quá. Tới quá ha. Không có hẹn. Trời ơi, thì bán ngàn ngày qua tháng này, sao bán ngàn ngày càng thưa là cô chú không biết nữa. Chị đi qua tháng này bắt được không? Đi gai ha. Dạ. Ồ, đi gai là anh chị. Anh đây thì có bán khô rồi, cô chú thấy là khô rất là nhiều nha. Phía trước là bên đây người ta bán đông lắm cô chú, nhưng mà bây giờ thì người ta nghỉ bán nhiều lắm rồi nè. Đi Bình Dương hết rồi. Rồi, chúc chị sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài nha. Rồi. Đây, bên đây thì bán quần áo luôn cô chú. À, quần áo, đồ may mặc. Dạ. Yeah. Đây quần áo đây rất là nhiều nha. Đó, đây. Phía bên đây thì có quán cà phê Giỏng luôn. Thì Giỏng phía sau này. Đây có anh bán khoai lang nè, rồi mặn nè. Ở phía này thì có bán dưa hấu nè. Dưa hấu, hành, trứng, bí, dừa. Ở đây bán đầy đủ xoài luôn. Cô chú thấy là đu đủ nè, xoài nè. Ở đây bánh tiêu thì đặc biệt có cái bánh bò ở trong cái gì nè. À, trứng trắng nè. Tiêu bò. Một cái vậy là bao nhiêu tiền? 3 chỉ có bánh bò luôn. 6.000 đó. 6.000 nha, hai cái gói lại là 6.000. Trời, cái này vắng quá. Lúc trước em quay đây thấy nhộn nhịp quá, bây giờ cho thấy vô đây quá vắng rồi. Quay là nữa không còn người nào luôn. Vậy đó ha. Đi Bình Dương hết luôn hả chị? Trời ơi, lần trước đông rồi lần sau này nghỉ càng lấy gai rồi, còn dạ, còn dài ngoe, bây giờ còn có dài ngoe cho đó kìa. Dài bữa đi hết luôn quá. Đó vui thôi, hy vọng là sắp tới bà con đỡ bán lại nhiều nha. Rồi ơi, bán ghét không còn ai bán hết trơn. Phía đó thì lúc trước đông lắm, giờ vắng quá rồi. Bên đây nè, cô chú thấy nè. Cần tiền cho mượn phải không? Quá khổ rồi phải không? Người bán gì con thấy? Dạ. Thằng quay vlog. Con thấy bên kia gì vẫn nghỉ quá trời nhiều rồi kìa. Vẫn que bển luôn rồi. Mấy cô cái này bán đỡ không? Gao đồng bán lại gai ha. Cái này vẽ nhà ra bán được nhiều hay nhiêu hết cô? Dạ. Còn cô bán hoa thì ế là lỗ đó.
Thôi chúc mấy cô sức khỏe hết nha. Năm nay làm ăn phát đài nha. Quay YouTube à? Dạ, quay YouTube. Quay YouTube là có cái lượt lại cho mình không? Dạ. Dạ. Tiền nhiều lắm ha. Dạ. YouTube là phải lì xì mới được. Giấu rồi kìa. Đó, cô giấu rồi kìa. Ai cũng khổ trơn rồi. Hy vọng là quay lên có người ủng hộ với cô làm sao chứ kiểu này chết rồi. Lấy thông mồ luôn kìa. Chết luôn. Dẹp hết rồi kìa, quá trời. Bán đem vé số nơi về là mua vé số. Mua vé số cầu mai phải không? Biết đâu là trúng được nó đỡ phải không? Được nó đỡ. Dạ. Khỏi đi bán, cực quá. Dạ. Dạ rồi. Đâu bông tới tiếp con tới. Rồi, rồi cảm ơn mấy cô hết nha. Chúc mấy cô hết sức khỏe luôn nha. Mấy rồi. Rồi mấy cô bán quá chậm luôn rồi. Mía là trồng nhà đem ra bán luôn nè. Rồi trồng đâu bán đồ nhà không à? Được nhà không, còn không có tiền nữa. Rồi dài đây nè, cô chú thấy nè. Chợ thì chợ Châu Phú này lúc trước cũng nhộn nhịp, nhưng mà bây giờ em đỡ lại đợt này cho thấy vắng quá. Chị bán chi leo. Cái này chợ mình vắng vậy đó hả chị? Vắng bơi tháng nào tới giờ? Đi chợ cũng thưa luôn. Tháng nào tới giờ anh chị? Trước Tết tới giờ. Trước Tết luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, con nhận thấy được. Thấy không, nhắn xanh, nhắn đẹp, bữa nay đỡ rồi đó. Ở bên kia kìa, mấy cái dù này dẹp hết trơn luôn rồi kìa. Bữa nay đỡ rồi đó, một bữa này có mấy người này à. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe thôi nha. Dạ. Hôm nay làm ăn phát tài nha. Dạ. Cố gắng vượt qua những cái ải này. Cũng kiên trì bán lắm đó. Kiên trì. Dạ. Sự sống thì gắn rồi. Dạ. Đây bông súng nè, rồi cà đây kia đầy đủ rồi cô chú. Gà muống, bắp. Bà bông bắp thì sáng giờ sao còn nhiều quá vậy bạn? Bắp chậm hết đâu. Cũng chậm hả? Một trái vậy là bán được nhiêu tiền? Ba trái 10.000. Ba trái 10.000, 5.000 một trái ha. Rồi, sáng giờ bán được mấy chục trái rồi. 100 còn nhiều. 100 còn nhiều ha. Thì bán được phân nửa rồi ha. Dạ. Rồi bán bắp sống luôn nè. Rồi bánh tét luôn. Bánh tét này đoạn nhiêu tiền? 12.000. Bắp. Bà bán cho con hai trái đi, mua ủng hộ bà, còn nhiều quá. Quá chậm rồi. Bắp bự ngay cái cậu. Dạ bắp bự đi bà. Lột qua giùm con luôn đi. Lột qua giùm luôn đi. Chưa được 8 giờ. Chưa được 8 giờ đó mà vắng quá vắng. Chưa được 8 giờ hả? Dạ. 7 phút nữa mới được 8 giờ mà cái này bán nói chung ra thì chợ vắng thiệt. Bên đây thì chị bán cái này kêu bằng cái gì vậy? Trái dưa gan. Dưa gan trồng nhà hả chị? Trồng nhà. Hôm nay bán được nhiêu ký? 10.000 ha. Cái này nắng với nó lớn không nổi cái gì nào. Chứ nó bự lắm á. Dạ. Nhưng mà cái này chắc ngon. Tại vì nắng quá nó không nổi nhưng mà nó ngon. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe luôn nha. Năm nay làm ăn phát tài luôn. Rồi chứ con gửi tiền cho cô. Nhiều mở hàng lại. Rồi, mở hàng lại cho bà bán đất nha. Tí xíu hết luôn nha. Rồi, chúc bà sức khỏe luôn nha. Năm nay làm ăn phát tài, mua mai bán lẻ luôn nha. Tôi chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú đây kiếm hộ bà nha. Bà lớn tuổi mà vẫn còn ngồi đây bán bắp nè. Chín mươi mấy tuổi rồi đó. Còn găng dữ. Còn khỏe lắm nha. Chúc bà sức khỏe luôn nha. Rồi cảm ơn chị. Giờ mình sẽ đi một vòng, mình đi vòng vô trong nhà làm chợ nha cô chú. Dạ con quay phim. Ở đây thì cô chú thấy bán cá nè. Cá linh. Lâu quá mới gặp cá linh rồi. Quá ngon luôn, cá linh tròn, cá linh cá linh ghìa. Con cá ghìa còn như tròn không? Dạ, em tròn không ha. Cô bán nhiêu ký ạ? 50.000 ha. Dạ. Ở đây có bán cá chép thả phóng xanh nữa nè. Cái linh này dưới sông nè, sông cái nè, cái linh này ngon lắm. Cá chép này dưới sông luôn hả cô? Cá chép tôi cũng chạy sông nữa đó. Vậy hả? Bán bao nhiêu ký? 35.000.
35.000 ha. Cái chép vàng tươi luôn cô chú. Cái này dưới sau mình bắt lên bán không ha? Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài. Cái này cái chép không ai có cái gì không mà hay là lạ. Chép không à? Dạ. Rồi cảm ơn cô. Người cô bán có lốc đồng luôn. Cái này cái xịt hả cô? Cái xịt cái này chắc 100 ngoại 1 ký quá. Nhiều 1 ký? 100 ký ha. Mấy chợ khác có khi 120, 130. Đây 100 là rẻ rồi nha. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe luôn nha. Đây thì bán hải sản nè, bán tôm. Đây. Tôm rất là ngon luôn nha cô chú. Tôm lạnh. Rồi, em với cô chú anh chị mình cùng với em đi một vòng qua bên khu chợ rau nè. À, bên đây là bán rau thịt này kia trong đây nè cô chú. Mình sẽ đi đường này vào nè. Em sẽ đi đường này vào nha. Đây. Không có đường vào luôn rồi. Đi kéo qua đây đi. À, kéo qua đây nè. Rồi qua bên đây mấy cô bán dưa hấu. Bánh. Rồi. Dưa hoàng kim. Dưa hấu. Bữa nay bán sao yêu vậy, ngồi cười tướng tỉnh hả? Yêu ha. Hôm nay giấu mình bán nhiêu ký chị? 8.000 ha. Rồi, dưa hấu rất là ngon nhưng chỉ có 8.000 thôi cô chú. Cô chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú ghé hộ chị nha. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài. Đây thì chị cũng bán bánh kẹp nè. Bánh kẹp, bánh bông lan đổ tại đây luôn hả chị? Đổ tại chỗ luôn. Qua tháng này mình bán im không? Dạ, gì cũng được ha. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe luôn nha. Ngày có 1.000.000 đây ha. Mà bán hết mới 1.000.000 đó. Đây chị bán xôi nè. Rồi xôi lại cũng 1.200.000 vậy đó. 1.200.000 ha. Có 1.000.000 à. Rồi có 1.000.000 thôi. Qua tháng này bán ngon lành không chị? Bán cái này chậm. Chậm ha. Một ngày mình bán được mấy thao không chị? 3 thao, 4 thao ha. Còn 3 thao. Vậy là cấm dẹp bán nhanh hơn. Đây còn xôi xôi giò. Xôi nước than bắp hầm. Rất là ngon luôn. Của em là bến quê vlog. Bấm vô bến quê vlog là gặp nha. Gặp hết mấy chị ở đây luôn. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài luôn. Mua mai bán lẻ luôn nha. Đây, phía này thì cô chú thấy bán trứng nè. Ở đây cô có bán cà phê luôn. Quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày lợi 1.000.000 hả? Trời ơi, lợi quá trời lợi, nhỏ xíu gì mà lợi 1.000.000 luôn. Bán dừa luôn. Nói quá cô sợ rồi cô trốn luôn á. Nãy giờ cô đâu có quay đâu, cô báo bình thường đi, phải sợ quay. Chúc cô sức khỏe nha. Đây là trứng nè, trứng gà, trứng lộn. Ông quay mà nói chuyện quá vậy, nói chuyện luôn hả? Ở đây thì bán trứng rất là nhiều, trứng lộn, trứng này đủ đi cô chú. Đây dài bên đây. Giờ bên đây thì có mấy cô bán đồ gãy nè. Khóm. Khóm rất là ngon luôn. Khóm, bí đao, bầu, mớp, bí đầy đủ luôn cô chú. Đầy mít nữa nè.
đây chị vẫn bóp bóp nấu rồi bóp sống đầy đủ. Bữa nay thì chọi bà con đi ít cô chú, chứ lúc trước em ghi hình thì chọi rất là đông. Bây giờ thì gần đây thì nghe nói là bán chậm đó, hỏi nè. Đồ đồn rất là nhiều luôn. Trời, cô chú thấy không, gạo muối nè, gạo dền nè. Gửi về ăn khúc vàng ha, khúc vàng mới được. Mấy cô, vợ của em là bến quê Vlog. Đây chị bán cơ đồng rất là nhiều luôn nha. Cô chú chị mình có đi chợ Châu Phú ghé ủng hộ chị nha. Đây giờ giờ đây cô chú đấy nè. Phía bên này cũng có bán mắm nè cô chú. Hành, tỏi, rồi mắm luôn. Đây bán muối tiêu với ớt đầy đủ nè, mắm luôn nè. Quá ngon luôn nha, mắm gốc, mắm đinh, rồi mắm thái rồi đầy đủ. Đây bán hành, xả, tỏi. Bên đây thì cô chú thấy có bán hoa nè, rồi đây bán khoai ngọt, khoai mì, củ sắn, chanh, ồ đầy đủ luôn. Xin phép mới được đó ha. Dạ. Cái này bán đổi không cô? Cái này bán ngon lành không? Không phải xin phép đâu, chú đồng ý không? Dạ. Báo công an liền. Dạ, tùy rồi. Dạ. Phải trang điểm rồi lại ha. Dạ, khổ liền ha. Đó, đây là khoai lang nè cô chú. Khoai lang nè, rồi củ sắn nè nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, 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 dạ. Đó, đây thì khoai lang, rồi lê nữa kia đầy đủ nè cô chú. Đó, dạ, đây thì cô chú thấy nè, bà con hôm nay đi rất là ít luôn. Phía trong này thì cô chú cũng thấy là bán bún. Đó. Đây thì chị bán dừa nè, cái máy. Bây giờ dừa thì người ta có cái máy dắt gì sướng lắm này cô chú. Để vô cái là dắt nước rồi luôn. Nào dừa xong có để vô đây để dắt nước ra cái một là ngon lành luôn. Rồi em mời quý cô chú anh chị mình cùng với em đi tiếp vào phía này nha. Phía đây thì cô chú thấy nè, bún nè, bắp bún. Thì bắp bún nè, rồi bún quá đắt à. Bún cháo ở trong này thì có đầy đủ cho nha cô chú. Đây cô bán cháo nè, cháo bún. Còn đây thì bán bánh. Ở trong nhà lòng chợ này thì bán đầy đủ hết luôn. Cô bán bánh chuối có trong này luôn nè, bánh nó chặn luôn. Bánh bò, đó quay về bánh bò đây. Dạ. Trong này thì ánh sáng không được tốt không? Bánh chuối nè, bánh bò nè. Cô bán ở đây không hả? Dạ. Dạ không, cái ngoài kia bán cho nó sáng sáng chút cô. Tại vì cái chỗ mà đăng ký chỗ này mình bán. Ờ, mình đăng ký ở đây ha. Đâu được. Dạ. Cái đây bán im không? Được, bán im. Im ha. Dạ, bán im được cũng mừng này. Cái mấy tháng trước thì bán chậm lắm. Mới giờ qua đây lại. Mới giờ qua đây ha. Bán chậm. Ở ngoài kia thấy một số người ta nghỉ gì kìa. Ở
cái dán que ngoài đó đó. Ở ngoài hè thì cái này ta nghỉ bớt đây ha. Dạ. Đồ la còn chỗ này mình đăng ký. À, ở đây đăng ký còn chỗ kia là bán đồ la ha. À. Dạ. Mì chị bán bún bún riêu hả chị? Bán mì hủ tiếu cháo. Mì hủ tiếu cháo. À, đó. Cô chú anh chị mình có đi vô chợ Châu Phú thì vô thẳng nhà đồng chợ này nha, đầy đủ đồ ăn luôn. À, cháo, mì thì kia đầy đủ. Đây. Cái máy này bây giờ thấy tiện quá, tiện luôn thôi chú. Tí vừa qua đi. Nào vừa xong cái chị bỏ vô đây nè cô chú. Rồi nó tự nó xí ra luôn. Giống hình cái máy cái máy xì cá ngày xưa vậy đó. Rất là tiện luôn nè. Để mình coi chị để vô xí một cái. Ở đây thì anh nạo dừa nè, nạo dừa cái bỏ vô đây sấy vô chút. Một ký là mình sấy ra được bọc vậy đó ha em gái. 800 gram ha. Một ký dừa hôm nay bán được nhiêu tiền? 35 ngàn ha. Yeah. Bây giờ tiện quá, có cái máy này làm rất là nhanh luôn. Để dừa vô đây nè cô chú, đột cái người ta sẽ sấy ra nước vậy nè. Để em ghi hình cho cô chú chị mình xem nha. Nước dừa cũng có, rồi dừa cũng có luôn, đầy đủ. Người thì nạo, người thì sấy ra. Đây ra những cái bịch nước vậy nè. Bây giờ rất là tiện luôn, khỏi cần ngồi dắt gì chứ. Rồi, mình đi tiếp nha cô chú anh chị. Đi vào bên đây. Phía bên đây thì cô chú thấy là ở bên đây thì có bán bánh nè, rồi bán cá rau nè. Rồi, rồi. Bánh còn nhím rất là ngon luôn. Đi lòng vòng chừng lạc nha con. Trời ơi. Không có sợ lạc luôn ha. Sáng giờ bán được không chị? Im không? Dạ ha. Cũng gần hết bánh nè ha. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Làm ăn phát tài luôn nha. Chị bán bánh đầy đủ nha cô chú. Chè luôn. Chè luôn này rất là ngon. Khoai lang, khoai ngọt nè. À. Đây. Khoai lang, khoai ngọt, con kia đầy đủ nha. Giờ mình sẽ đi ghi hình một vòng ngoài này. Mình sẽ đi vào bên trong chợ cá nha cô chú. À, phía ngoài này thì cô chú thấy nè. Thu qua cà cải. Chanh nó là con bao nước nhiệt lắm luôn. Chanh. Đây thì cá này cô chú. Cá lóc. Cá lóc, cá rô nhìn rất là ngon luôn nha. Bao tử cá này kia đầy đủ. Mấy cô bán cá thì cực lắm, nhanh nhẹn làm tối ngày. Đây bán gà vịt. Giờ mình sẽ đi vào khu chợ cá. Em ghi hình phụ dòng khu chợ cá cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây. Thì cá thì bên đây có bán cá he nè, cá biển nè, cá điều hồng, cá rô đầy đủ luôn. Dạ em ghi hình làm vlog cho bà con xem.
đó là nhà ăn gì đó hả? Dạ em là Bến Quê Vlog. Cái gì? Bến Quê Vlog. Bến Quê Vlog hả? Dạ. Cá he hôm nay nhiêu một ký vậy chị? Ký 70 nha cô chú. Cái sặc rất là ngon luôn kìa. Còn cái sặc này chị kêu bằng cái sặc gì vậy? Sặc bổi. Sặc bổi ha. Còn sống gì luôn ha. Ký nhiêu? Ký 80. Ký 80 nha cô chú anh chị mình có đi chợ Châu Phú ghé đi ủng hộ chị nha. Đó. Chị bán nhiều nhiều loại cá đó. Dạ. Giờ lo cho tháng này bán im không chị? Mày gai ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài, mua may bán lẹ luôn. Đây cô bán bún. Rồi. Dạ. Hello cô. Hôm nay bán bún được không cô, im không? Bán cũng bình thường. Cô bán bún rồi bán hủ tiếu luôn hả? Tiếu, mì, bánh hỏi. Thấy gian hàng cô như cô bán cũng lâu năm rồi phải không? Gần đây, gần đoạn giờ tháng này cô bán làm sao? Thấy nó bằng mấy tháng trước không? Tháng này bước qua tháng này thế. Thế ha, ở gần mấy tháng trước ha. Tháng này. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài, mua mai bán lẻ luôn nha. Rồi, chào cô. Đây thì em gái bán cá he nè, cá điêu hồng, cá ép. Rồi quá đèn luôn. Cá lóc này kia luôn nè. Đi kêu cà phê uống. Đi kêu cà phê uống nha. Dạ đi kêu cà phê cho mấy cô chú uống đó. Đây cái he nè đó, cái he, cái ép, cái điêu hồng luôn. Quá chàng đó, dài dài đây nha cô chú. Chuột luôn. Rồi nay chuột quá nhiều luôn. Chuột này chuột đồng quá không chị? À, chuột đồng quá nhiều luôn. Hôm nay anh ký gì bán nhiêu tiền? 120 ha. Chuột này như là mùa này nó không có mỡ phải không? Có mỡ rồi ha. Dạ. Nó trắng vậy là mỡ đó ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài, mua mai bán lẹ luôn. Cô chú anh chị mình có ăn chuột thì ghé đi ủng hộ chị nha. Chị bán rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị. Đây để cô bán thịt heo nè, thịt heo. Hôm nay sao cô bán thịt heo ngon lành không? Được, tay gai. Tay gai ha. Ngày bán được con heo không? Hơn nửa con ha. Dạ. Rồi mấy tháng trước thì bán ngại con không? Con còn mấy. Vậy ha, vậy lọt qua tháng này bán nhậm chậm hơn ha. Dạ. Tháng Tết thì bán ngon lành ha. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài nha. Sắp tới ngày bán hai con heo luôn. Cảm ơn cô. Hai cô chú thấy không? Mấy cô ở trong chợ này rất là vui. Đây, rồi ra đây thì cô này bán cá rất là nhiều. Chị bán cá nè, ếch nè. Bên đây thì cô bán ếch. Ếch chuột, ếch đồng. Ếch đồng hả cô? Ếch đồng. Ếch đồng là tự mình đi xôi hay gì mà có này? Đi xôi ha. Ừ, rất là ngon luôn. Hôm nay cô bán nhiêu ký? Ếch này thì bán được 120 ha. Ngày bán được chục ký gì không? Không có. Không tới ha. Có nhiêu đây mà sáng giờ bán chưa được đó hả? À. Vậy là chậm rồi đó phải không? Chậm rồi. Thôi con chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài luôn nha. Mua mai bán lẻ luôn. Rồi con cảm ơn cô. Nói dài dài trong chợ này cô chú. Thì trong nhà lòng chợ này bán cá mắm rất là nhiều. Ở bên đây cũng chị bán cá nè. Cô chú thấy không? Đây chị bán này bán bông điên điển. Bông điên điển chị để chỗ bọc luôn. Giờ khu này cô chú thấy cá rất là nhiều luôn. Cá điều hồng, cá lóc, cá cha, cá hú. Nói chung ở trong cái chợ này thì nó hơi tối rồi chú. Nhưng mà cô chú chị mình vô trong chợ này thì mua cá rất là ngon. Này là cá cơm nè. Cá cơm. Cơm cá lóc rất là ngon. Mấy chị bán cá trong này thì rất vui vẻ.
cần tép lại bán luôn. Tép bự không? Nhỏ. Đậu không có nhỏ. Tép cái nào? Ở đó là cân như vậy? Chị đi bán chậm quá, đem qua bán cho Văn Hàng để cho nhanh về sớm ha. Đổ trễ hả anh? Dạ. Đổ di động hơi xa rồi, đổ về trễ. Dạ. Không có nhí đâu, đỡ đỡ rồi. Phải mà có bán được à, mà để cho đó. Không bán được. Để cho gáo nước mới cần được chứ. Ờ, taxi đặt ờ, thì vậy chứ sao. Đi vậy đó chị. Alo. Rồi. Ở đây thì cô chú thấy nè. Cách chốt, cá lóc, đầy đủ. Bên đây cô bán cá điều hồng, cá đồng, tôm. Ở đây là cá chép rồi cô chú. Bữa này đi quay mà ăn to dây hay dài? À, dạ không có cô, con quay chợ quê cho bà con xem. Bán cái dây chứ. Dạ, để cho dây đang dây tiền quá không? Ừ, rồi, cái này bán chậm lắm sao bà đòi dây tiền? Đó là cho dây đang quay, cho dây đang mua nhiều nhiều nữa. Vậy ha, mua nhiều giờ bán quá không? Ờ, mua nhiều. Rồi. Bây giờ sao chợ bán chậm quá không biết nữa. Mấy chợ kỳ quá. Đúng vậy rồi cô. Chợ nào thì thấy chợ. Có chợ thì cũng bán đắt nha. Có chợ thì bán chậm, mình không biết được. Bữa con quay chợ An Phú đó, bán nghe mấy cô thằng ới thê thảm luôn. Dẫn mà cũng ới ha. Dạ. Nói chung thì có chợ thì cũng bán được. Rồi cô có gì lên kênh Bến Quê Vlog nha, gặp nha. Đó, coi coi chợ khác bán làm sao. À, chúc cô sức khỏe nha, hôm nay làm ăn phát tài. Đây nè chị nè, chị bán ếch, cá bóng, cá lóc, cá chạch luôn. Ôi ơi, quá ngon luôn. Chị bán cá sông cơ mà. Năm nay bán sao chị, yêu không chị? Thơ thang quá vậy. Trời ơi, quá rồi các ơi, bạn quá, ơi. Ừ rồi. Hả, dữ lắm luôn. Đấy, dữ lắm rồi hả. À. Bán giếc còn còn có mấy bơ bán nghiến này còn có mấy sợi đúng không? Rồi chúc chị sức khỏe luôn nha, năm nay làm ăn phát tài nha. Rồi ơi thang ế quá. Anh đây bà bên đây cũng bán nhiều nè. Bà bán ở đây lâu năm rồi nha. Đây cá biển, cơm tép đầy đủ luôn nha. Cô chú chị mình có đi chợ đây cái ủng hộ bà nha. Bà bán giá rất là bình dân. Ủa có 50 cái nhỏ. Sao bằng cái này ta? Cái này cá biển. Cái nào? Cái 60 à. 60 ngàn. Cá bọc má. Mấy cái chợ khác em ghi hình giá cũng vậy đó chị ơi. Cá biển rất là ngon luôn. Rồi ở đây thì cô chú thấy tôm nữa kia nè, lươn nè, bò bán đầy đủ lươn. Rồi bên đây thì có khu bán trái cây. Đây trái cây đây, khu này bán trái cây rất là nhiều nha. Ồ trái dưa vàng kim nó thơm quá, thơm luôn cô chú, quá thơm. Giờ đây thì trái cây. Quay trái cây, chị mua trái cây đi. Quay trái cây hả? Trời ơi, bé Hai ơi. Rồi, mua trái cây giúp ủng hộ mấy chị kìa. Rồi, trái cây ngon quá. Dạ, ở bên đây thì chị bán khoai nè, dưa hấu. Một thứ mớ mớ là cho con bán chiên luôn. Bưởi cũng có luôn, ổi luôn. Chợ quê thì vậy đó cô chú, mỗi người bán miếng vậy đó. Đây bông điên điển đầy đủ, cơm núm nè cô chú. À, núm bò ngư nha, rất là ngon luôn. Dạ kênh của em là Bến Quê Vlog. Dạ quay đường quá lên đây,
đưa lên cho liếc làm kỷ niệm rồi một thời mình cũng tung hoành ngoài chợ. Năm nay tung hoành ngoài chợ bao nhiêu năm rồi chị? Không, tôi mới bán 2 năm rồi. Mới bán 2 năm rồi ha. Qua tháng này chị bán em không? Được ha. Dạ. Tháng này em thấy bà con cũng cắt lúa đồ lai gai nè, không biết chợ mình bán thì không biết sao. Thì chị bán cũng được ha. Rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài, mua mai bán lẻ luôn. Đó. Dạ có. Tên của em là Bến Quê Vlog. Ngày chiều mai chị lên gặp nha. Rồi, chị bán cháo hay gì nè. Chị bán cháo. Chị bán cháo, ở chợ Châu Phú. Đây, giờ bên đây thì đồ nông sản rất là nhiều luôn nè. Đó, rồi chú thấy không? Nông sản, đồ hủ. Quá trời luôn. Xoài, mướp. Mướp, dưa hấu. Đó, tụi chú thấy không? Rất là ngon nha. Đó, bên đây có một cái cây thịt heo bên đây luôn. Rồi bên đây có một cây bán nông sản nữa nè. Nói chung đồ gãy ở đây thì nhìn thấy tươi lắm nha cô chú. Ở trong đây tới tối nhìn thấy tươi lắm, dưa leo này rất là non luôn. Chủ qua đầy đủ. Chị yêu. Đây để mấy chị mua thịt nè đó. Cô bán thịt này à, đó rất là nhiều luôn. Cái này bán đỡ không chị? Rồi tháng này bán im không? Tháng này bán chậm hay là bán nhanh? chị dặn luôn rồi, chị dặn luôn rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi cô chú thấy thì ở đây có khóm nè. Đó, khóm rất là ngon nha. Đây khóm nè, hành tỏi nè, đầy đủ. Bên đây cũng vậy, nông sản rất là nhiều. Ở chợ thì đi ghi hình đó, nhiều khi cũng buồn cười lắm cô chú. Có nhiều cô thì bán đắt thì vui, có nhiều cô bán chậm thì cũng buồn à, có người ta cự mình luôn á. Nhưng mà hôm sau em quen rồi. Đây cô bán khoai mì nè, khoai mì, khoai lang. Quay hoài mà quay hoài bán cũng được chị trơn, bán em cũng như chết luôn hả? Chợ thì nói vậy rồi biết sao nói bây giờ ha chị. Tại vì chợ nào cũng vậy, có người thì bán đắt, có người bán ế, chứ không phải là ai cũng ấy hết đâu. Đó, nói chung là vậy. Thì chủ yếu là mình cố gắng làm sao mình đem sản phẩm ngon ra thì người ta sẽ mua mình nhiều thôi. Nè, nước thuốc nốt là. Dạ, nước thuốc nốt miền núi thì em đang ghi hình đường núi nè. Đường thuốc nốt nè. À, chúc với chị sức khỏe luôn nha. Năm nay làm ăn phát tài luôn. Chợ thì cũng vậy, có người cũng bán nhanh lắm, có người thì bán chậm. Này, đậu phộng nè cô chú. Đậu phộng nha. Đây à. Vậy là em đã ghi hình hết cái khu chợ Châu Phú cho cô chú chị mình xem đó, cũng như em cập nhật thông tin tình hình bà con buôn bán ở chợ Châu Phú nha cô chú chị. Thì chợ thì không phải ai cũng bán ế hết, có người thì bán rất là nhanh, có người thì bán chậm, nhưng mà chợ nào cũng vậy thôi, có người thì bán được, có người bán không được, mình cũng không biết được. À, thì em ghi hình lại cập nhật thông tin tình hình bà con buôn bán ở chợ Châu Phú cho cô chú anh chị mình xem. Giờ em xin khép video lại đây nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha. Có nhiều cô bán đắt lắm, có nhiều cô thì bán cũng chậm. Ở bên đây là chợ rau củ nè, còn phía bên trong đây là chợ cá nè.